Ok anh em, sau khi mà giao dịch xong ấy thì mình đã mang xe về mình rửa lại rồi. Đấy, bơm lốp lên này, lốp trước lốp sau này, bơm lên này. Đấy, cổ phốt đã ấy lại rồi nhá, cổ phốt đã tháo ra vệ sinh dưỡng xích các thứ lại rồi, chạy ngon lành cành đào luôn rồi. Xi nhan này, Spiribit L23 này, mình cạt lên cho anh em này. Đấy, các bạn thấy không, Spiribit L23 này, bô luôn. Độ này, đổ lên cho anh em nghe nhá. Cháu bịt cho chú với bô. Đấy, để anh em nghe tiếng máy này. Ngon chưa? Ngon chưa? Và ly lông này, các bạn này, con này bóc ly lông ra mới tinh luôn nhá. Ly lông cả nguyên xe. Thì cái tay thì mình cũng đã thay rồi. Đấy, cái tay cũng đã thay rồi. Và anh em để ý nhá, khi mà nếu mà thấy cái vết tay này nó bị cong thì chúng ta sẽ kiểm tra xem lý do tại sao. Nếu mà nó bị vỡ, vỡ hoặc ngã, nó sẽ bị dê các bạn ạ. Đấy, ngã nó dê thì những cái điểm như này nó sẽ xước hết này. Điểm này này, điểm cánh này, điểm nhựa đen này và điểm đuôi này thường là sẽ xước hết. Nhưng đây con này là nguyên bản luôn. Và con này là cả ly lông dán lên không bị xước. Và cái cần chân này nó không bị gãy, không bị cong. Thì chứng tỏ là con này chỉ có cạo vào tường thôi. Đấy là cái mà chúng ta sẽ phân tích. Đấy, vì tại sao, vì cái bản nhựa đen này mà đặt cái tem Monster Energy này ở hãng cực kỳ là khó nhá. Đấy, tất cả những cái tem này là tem dán thêm đấy anh em. Monster Energy tem rời của hãng dán luôn. Đấy, con này là nhiều anh em sẽ hỏi giá là bao nhiêu thì xin thưa nó là 53 triệu. Ok anh em, rất rẻ cho một con xe zin nguyên bản, bản Monster Energy. Ngày xưa nếu anh em muốn mua thì con này rất là đắt nhá, 75 triệu, 76 triệu cơ, bằng con R15M bây giờ, hot một thời. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em có nhu cầu mua bán xe liên hệ đi tìm lẫn cả con đó mô tô nhá. Đang đi quay vlog con này thì cô em gọi ra để chia quà. Đây, đây là chiếc cô em gọi một chiếc R15 V3, xe còn zin nguyên bản. Đấy, và rất là đẹp. Cô em đi lính vừa về xong mà không có nhu cầu đi xe này nữa, vì đi lính xong về lấy vợ luôn, trời vãi. Thế là đổi sang SH thì cô em bán cho mình. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm để đến nơi chỗ hẹn, xong rồi xem xe, kiểm tra xe nhá. Ok anh em, theo mình thôi. Chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog Hà Đông nhá. Xin cảm ơn anh em đã ủng hộ dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, lên đồ chơi lẫn cả mua bán xe nhá. Và bây giờ mình đi tìm, đi săn một con cò con này xem nó như nào. Ok anh em, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Anh em, đây đến chỗ xe rồi. Biển 29i5 nhá. Biển Thường Tín này. Đấy, xe để cũ này. Bản này là bản đắt nhất này, bản Master. Em ra cho anh mượn nhờ chịu khóa xe nhá. Thế em đi gì? Em đi hai xe chứ, đúng không? Chìa khóa còn một chìa nữa không? Còn chìa mới luôn, hai chìa mới tinh luôn. Đấy. Đây các bạn ấy đi hai xe luôn để gọi để bán xe. Đây, cả khóa đĩa này. Xe để rất là lâu rồi nha anh em nhá. Xe để rất là lâu. Anh cảm ơn. Có cơ hội để mua xe mà còn lấy nữa. Anh à, em đây. Dạ. Anh. Vâng vâng, có cậu em đứng đấy đây anh. Vâng, cậu. Vâng, để em gọi luôn. Mới tinh luôn. Em chưa sử dụng, có mỗi hôm một hôm là em không tìm được chìa khóa kia nữa. Chờ anh tí, anh gọi ù. Đây rất là nhiều công việc đấy. Xe này để rất là lâu rồi. Tay côn này bị cong rồi. À, bạn à, ơi, bạn về rồi à? Ok bạn, ừ. Ô đồ có 4.000 cây thôi mà xe rất là bẩn. Chủ xe để không đi đến. Cái này là do là nước rất là mới này anh em này. Vết bẩn rất là mới này. Vết bẩn này là do là bạn đi từ xa đến ấy. Trời Hà Nội mưa, đây đường vẫn còn ướt đây. Đấy, đây đường vẫn còn ướt. Thì là vết đấy là vết bẩn cũ và bẩn mới.
chế két nước này, cổ bồ zin này. À, bồ độ rồi. Bồ độ cổ inox, bồ lưới tổ ong. Nhìn các chân này, em thấy quả các chân uy tín nhá. Đấy. Đây là cái cách mà xem chúng ta xem xe nhá. Đấy. Thì là xem mở từ những cái gác chân này, xem là tay phanh, cái côn này có bị xước sát gì không à. Đấy. Còn nếu mà như cái vết này nhá, là vết là bị đổ xuống. Đấy, các bạn nhìn gác chân này, vết này không gãy này. Đấy, các bạn thấy không? Bị chảy một ít này. Nhưng mà cái này là bị xước à. Đấy, đấy là xem là xe có bị đổ ngã không. Và tay này cong thì chắc chắn nó đổ ngã rồi. Thì lồng nguyên còn luôn anh em. Ly lồng nguyên còn luôn. Đấy, bọc lên là mới tinh luôn. Đầy ly lồng này. Để lầu ố hết cả cái ly lồng luôn. Đấy. Bản Master. Tiếp tục là mình xem máy biết có sửa không. Đấy. Pha đèn có vỡ không. Đây mình sẽ tháo, phải tháo nhựa ra để xem pha đèn có vỡ không. Đấy. Pha đèn có vỡ không. Ốc này. Tối hôm nọ mình quay vlog là xem cho anh em xem là những cái ấy nó có dở riết ra không ấy. Đấy, mở ra không thì bây giờ ban ngày này nó sẽ ốc zin nguyên bản này. Máy rất còn đẹp. Xe đều ốc vỏ. Con ốc này thì chắc chắn là không còn zin rồi, bởi vì khi mà ấy lên là nhiều bạn là sẽ phải tháo hết vỏ ra để bạn dán lên can. Thì can nguyên xe luôn. À, giờ chúng ta nổ lên để nghe tiếng cam xem nào. Biển Hà Nội nhá, biển Hà Nội luôn. Sang tên phí thuế có 1% thôi anh em. Cái này thì xe của em luôn, chưa qua một chủ thứ hai. Đây là con. Mô này vô hàng loại 2 anh em ạ. Cái này sơn nhúng này, mỏng này, mỏng dính này. Mô này vô hàng loại 2 anh em nhá. Đấy. Máy rất là êm. Máy rất là ngon, thì bộ lại tiền máy rất là ngon. Okay. Bình thường là đi hai người sẽ có người che bô để nẹp lên để nghe tiếng cam. Đẹp quá, con Master này đẹp. Bây giờ sẽ ngồi để giao dịch, để hẹn xem giá tiền, giá tiếc, kiểm tra pha đèn, pha điếc các thứ. Sau khi trao đổi xong thì bây giờ mình sẽ chạy thêm một vòng nữa để test xem là vận hành xe rồi là tất cả các thứ, là xem là khung sườn xe rồi các thứ có ok không. Nhưng thường là những con xe như này từ ngay từ chủ đầu tiên đấy, người ta đi giữ thì sẽ chắc chắn là không sao. Con này là chắc là để xe ở ấy, dắt xe nó tức là người ta dắt xe để cất xe cho gọn đấy, nhưng bị đổ xuống thôi. Đây, hoặc là cả vào tường. Đây anh em nhìn cái phuộc zin này, anh em thấy bóc xe bóc bịch phuộc zin nó vẫn còn dán nguyên này. Câu này cậu còn chưa tháo ra luôn, chưa tháo, rất là đẹp. Chờ tí mình chạy thử một vòng đã. Vừa chạy thử với anh em ạ, lốp non ơi là non luôn, xe để lâu rồi lốp à. Lốp trước thì càng non, đi nặng hết cả lái luôn, với cả là xe để lâu không đi ấy, cái cổ phốt nó bị khô hết cả mỡ biết các thứ. Đây, cái bộ bi bát phốt ở đây và ở đây thì khi mà chúng ta tháo ra chúng tra lại mỡ là ok, không cần phải thay. Đấy, xe 4.000 cây mà. Má phanh này, vành bánh này. Đấy. Đĩa phanh sau à, má phanh này, đẹp chưa. Nhưng mà anh em nhìn quả bộ nhông xích này, khi con này phải lôi ra vệ sinh, nhông thì chưa mòn nhưng mà xích thì dỉ ngoèn rồi. Con này vệ sinh lại, về vệ sinh rửa giấy sạch sẽ, dưỡng xích lại. Ok, bây giờ vào chốt tiền nong.